khi mà tôi vô làm tiếp thị bia là được huấn luyện một khóa ngắn hạn, phải học hỏi kỹ năng giao tiếp để mà ngăn chặn hành vi sàm sỡ của khách mà không có làm mất khách của quán nữa. Nhưng mà sao Thanh không kiếm mấy công việc khác đi? Chứ tôi thấy á, làm ở đó phức tạp lắm á. Tôi biết là cái nghề của tôi nó thị phi như vậy á, ai nhìn vô cũng ác cảm với tôi hết trơn á. Nhưng mà biết làm sao giờ. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, chứ nhiều khi á hả, gặp khách sộp bo một cái là bằng cả tháng lương chứ bộ. Biết là ai nói gì thì nói kệ thôi bà ơi. Miễn sao á, việc mình cứ làm, rồi mình giữ mình trong sạch là được. Tôi có người bạn á, khen tôi là lạc quan. Nhưng mà tôi thấy á, Thanh lạc quan còn hơn tôi nhiều nhiều luôn á. Thì những người như mình á, phải lạc quan chứ. Không lạc quan thì làm sao mà sống được, đúng không? Chi lý, bạn tôi nói gì cũng đúng hết á. Hay thiệt á. Ê, cái vụ của bà tính tới đâu rồi? Tôi cũng chưa biết tính sao nữa. Giờ thì chắc ráng nhận thêm nhiều đơn hàng thôi. Nhưng mà cho dù tôi có làm ngày đêm trong vòng mấy tháng cũng không thể nào mà trả hết 500 triệu tiền nợ được. Ây, nhưng mà thôi kệ nó đi, bây giờ cứ lo đóng tiền lại đúng hạn cho người ta đã. Ôi, còn tới đâu tính tới đó. Alo. Dạ đúng rồi ạ. Dạ dạ, 50 chai trà sữa, 50 bánh tráng độn, bánh flan, kem chuối, sữa chua, chân gà. Dạ 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 dạ, dạ em cảm ơn chị. Trời ơi Thanh ơi, tôi vô mánh rồi. Trời ơi, tôi nghe cái tôi tỉnh lại liền luôn á bà. Trời ơi, chúc mừng nha, chúc mừng nha. Bây giờ tôi phải về nhà liền, làm chưa kịp mai còn giao người ta nữa. Trời ơi. Vậy đi, vậy đi. Ê, tôi về tôi lo đồ ăn cho mẹ tôi rồi tôi qua tôi phụ nha. Vậy Thanh về lo cho mẹ ha, xong rồi qua phụ tôi nha. Ê, vậy thôi tôi về nha. Ê, vậy đi. Mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành, sao lại đây?